Quý vị, cái chuyện này đáng nghĩa là nó cũng lâu rồi. Nó xảy ra hôm ngày mùng 4 tháng 9. Nhà báo tôi đã ngồi khóc khi nhìn cái video. Khi thấy anh em của mình ở trong đó, Nguyễn Trọng Nghĩa, trong số tất cả là 13 anh em. Tôi có nói với lại Nguyễn Trọng Nghĩa như thế này. Lúc đó tôi định livestream và phỏng vấn luôn, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi chưa nắm vững được tất cả những vấn đề, thành ra chúng tôi không nói. Tôi chỉ nói với Nghĩa, với tư cách là một người quân nhân, qua cái kinh nghiệm thì chúng tôi không bao giờ chọn một cái mặt trận mà do địch đưa ra. Đó là lý do tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ bị thua. Tại vì khi mà chúng tôi nhận được tin, okay, ở cái địa điểm ABC đó, đó, quân Việt Cộng, quân Bắc Việt đã đang có mặt ở đó. Thế là anh Mỹ, anh mang bom, anh thả bùm 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 bùm, trong anh tiến vào, anh rơi vào cái bẫy. Lần nào cũng vậy hết. Mình chặn cái mặt, mình chọn cái mặt trận mà mình có thể mình chiến đấu được. Tôi có nói Nghĩa, em không có kinh nghiệm, và những người cố vấn cho Nghĩa trong cái nhóm của Nghĩa đó, tôi biết Nghĩa và anh em đã đánh giá quá cao ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân. Nghĩ rằng ông ấy là một người không đến nỗi tệ như là cái chuyện hành động ông đã làm ở trong giáo xứ Thọ Hòa. Và tôi xin minh xác quý vị, tôi đã được rửa tội tại nhà thờ Fountain Valley với tên thánh của tôi là Phêrô Nguyễn Phương Hùng. Tôi đã được một vị cao niên và rất có uy tín ở trong cộng đồng này dạy tôi về giáo lý Công giáo. Cái giáo lý của Công giáo rất là tốt, hay và đẹp. Không có tôn giáo nào dạy người ta xấu hết. Chỉ có những người lợi dụng tôn giáo để làm những chuyện xấu mà thôi. Đó là lý do tại sao mà tôi đánh cả những ông cha, ông sư và ông mục sư. Những người nào bê bối là tôi mang ra tôi quản. Bởi vì tôi không có chấp nhận những cái chuyện đạo đức giả. Một chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhưng mà những người, ngày hôm nay tôi nói về Linh Mục Nguyễn Duy Tân, nhưng mà trong danh sách của chúng tôi, nếu anh chị em nào thấy còn thiếu xin bổ túc nha. Thứ nhất, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh. Thứ hai, Nguyễn Đình Thục, giáo sứ Sông Ngọc, huyện Quỳnh Lưu. Thứ ba, Nguyễn Ngọc Nam Phong, giáo sứ Hà Nội. Người này, ông này là nặng nhất, là ông Miệt Thự, Miệt Thị, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ tư, Nguyễn Duy Tân, giáo sứ Thọ Hòa. Thứ năm, Lê Ngọc Thanh, chúng tôi không nhớ là cái giáo sứ nào. Đặng Hữu Nam, giáo sứ Phú Yên. Nguyễn Công Bình, không nhớ. Phan Đình Giáo, giáo sứ Cẩm Trường. Nguyễn Văn Phương, dòng Chúa Cứu Thế. Nguyễn Văn Toản, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn á. Lê Ngọc Thanh, dòng chúa hình như là Lê Ngọc Thanh, không phải là dòng Chúa Cứu Thế đó. Ông Lê Ngọc Thanh. Phan Văn Lợi, giáo phận Huế. Nguyễn Văn Lý, giáo phận Huế. Nhưng ông Lý này đã bị Tòa Thánh Vatican cất chén rồi, thành ra ông không còn là linh mục nữa. Nguyễn Thanh Tịnh, giáo sứ Cồn Sẻ. Giáo Trương Văn Thực, giáo sứ Cồn Nâm, giáo Tam. Thân Văn Chính, giáo sứ Liên Hòa. Nguyễn Văn Khải và Nguyễn Văn Hùng, tổng cộng chúng tôi có 17 vị. Nếu mà quý vị qua, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi còn thiếu một vài vị, chúng tôi không có thời giờ để mà tìm ra tên, nhưng mà chúng tôi đã có từng đề cập tới rồi. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thì ông ở bên này rồi.
ông Nguyễn Hữu Lễ thì ông ở bên này, và ông coi như là xin lỗi quý vị, ông đang chờ được đi về với Chúa nè. Hiện tại bây giờ ông không đi đứng được. Nếu mà ông đi được thì là Việt Tân nó đâu có tha cho ông, mà ông ra ông hành tỏi hành hành tỏi hành xác luôn. Thì câu chuyện chúng tôi xin được nhắc lại nó như thế này: cơ quan công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của nhóm bạn Cờ Đỏ trong sự kiện Thọ Hòa ngày 4 tháng 9 năm 2017. Kết quả điều tra đã được công bố, mỗi thành viên tham gia ngày hôm đó bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi gây rối trật tự công cộng tại cơ sở tôn giáo. Những người yêu nước hôm ấy đã thừa nhận hành vi vi phạm gây rối trật tự nơi công cộng và đã chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho hành vi sai phạm của mình. Pháp luật phải công bằng. Người yêu nước chỉ dùng lời nói tố cáo Nguyễn Duy Tân, không có hành động đáp trả bằng vũ lực với những người hành hung của mình. Việc xử lý công an Xuân Lộc kết luận là đúng người, đúng tội. Vi phạm tới đâu thì xử phạt tới đó. Do vậy, để công bằng trước pháp luật, mọi người phải bình đẳng trước pháp luật. Chúng tôi yêu cầu công an Xuân Lộc điều tra xử lý đối với 5 hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng với một số dân, số giáo dân Thọ Hòa dưới sự chỉ đạo kích động của Nguyễn Duy Tân. 5 hành vi vi phạm sau đây đều có bằng chứng rất rõ ràng, là những clip video do chính các giáo dân này quay livestream phát trên mạng. Thứ nhất, bắt giữ người trái pháp luật, đóng cửa nhốt người từ 10 giờ 15 đến cho đến 14 giờ cùng ngày, kể cả khi có mặt công an chính quyền làm việc. Chúng còn được Nguyễn Duy Tân chỉ đạo bắt trói người. Những hành vi này chưa thành do được sự cảnh báo của công an Xuân Lộc. Vì hành động này xảy ra thì cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật, bị truy tố tội hình sự. Thứ hai, dùng vũ lực đánh người gây thương tích với chất côn đồ, sử dụng gạch đá, cây gỗ, ghế sắt để tấn công người không hề có hành động đáp trả lại bằng vũ lực. Thứ ba, lợi dụng trong lúc lộn xộn khám xét, lục soát trái phép thân thể, tài sản của mọi người và chấn lột lấy tiền bạc, tư trang họ mang theo. Thứ tư, dù không có chức năng nhưng đã cưỡng ép mọi người viết tường trình theo chủ quan của Nguyễn Duy Tân. Dù đã được cơ quan công an cảnh báo đây là việc làm trái pháp luật nhưng họ vẫn bất chấp để làm. Thứ năm, chống người thi hành công vụ, khi vụ việc xảy ra chính quyền công an và lực lượng chức năng đến giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo và khuyên can của các lực lượng làm nhiệm vụ, Nguyễn Duy Tân đã chỉ đạo đóng cổng nhốt người, kể cả công an và chính quyền, đến tới 16 giờ. Đồng thời đánh đập dã man mọi người dù có mặt lực lượng an ninh. Bên cạnh đó, yêu cầu công an Xuân Lộc điều tra xử lý đối với hành vi cầm đầu, kích động, chỉ đạo giáo dân hành xử vô pháp luật như đã nêu trên. Đồng thời điều tra những hành vi phản quốc của Nguyễn Duy Tân trong thời gian vừa qua với âm mưu tuyên truyền đòi lật đổ chính quyền nhân dân. Và thưa quý khán giả, tôi vừa liệt kê qua đó là chúng tôi chỉ gom góp những cái tin tức từ video, những cái trao đổi của anh em Cờ Đỏ. Chẳng hạn như là Hạnh Lê là một cô bé rất là ốm yếu. Cao thì có cao. Hình như Hạnh Lê có 1 thước 70 vậy đó. Thế nhưng mà rất là ốm. Tôi nghĩ rằng khoảng chừng là 40 hoặc là 50 ký là tối đa, sợ không tới. Thì tôi gom lại như vậy. Anh Nguyễn Hữu Vĩ
Ok, chú Hùng, cái câu hỏi của anh về Hoàng Duy Hùng không nằm trong đề tài ngày hôm nay. Và những cái gì không phải nằm trong đề tài ngày hôm nay đó, quý vị xin chờ sau khi chúng tôi chấm dứt cái buổi nói chuyện về cái đề tài giáo xứ Thọ Hòa này. Quý Nguyễn, tôi đã chặn rồi. Vâng, thưa quý khán giả. Cái chuyện mà kiêu binh ấy, cái gọi là kiêu binh của quả đen ấy, nó có, không phải là có ngày hôm nay, có từ lâu rồi, có từ hồi mà gọi là sau ngày 20 tháng 7 năm 1954. Ông cụ tôi là hiến binh của Pháp ở cái cư xá hiến binh đối diện với lại cái tiệm phở, tiệm phở Tàu Bay ngay bên cạnh nhà thờ Bắc Hà, cái giáo xứ Bắc Hà đó, trên đường Trần Quốc Toàn. Đi bộ tới cái là tới chợ Trần Quốc Toàn. Lúc đó đó Mỹ nó viện trợ rất nhiều cho những người di cư công giáo. Tất cả cái bao bột mì, bao gạo đều có hai bàn tay bắt nhau và hai lá cờ Mỹ Việt. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Lúc cái di cư vào thì mới có 8 tuổi. Bà mẹ tôi bảo con qua bên kia xếp hàng để lãnh trợ cấp người di cư. Tôi qua bên đó thì không có tên này trong, tại vì họ biết ai với ai hết, trong giáo xứ họ biết tất cả. Theo luật công giáo đó, quý vị phải có sổ giống như là cái sổ mà gọi là chứng minh nhân dân. Họ kiểm soát của quý vị như vậy. Sổ công giáo trong đó là phải nói có bố, có mẹ, có này kia, có tên, có tuổi, cái địa chỉ đủ hết, đầy đủ. Phải có cái sổ đó. Họ đuổi về. Cũng là người di cư mà tại sao không được? Nó có những cái kiêu binh của họ từ lúc đó. Cho tới khi mà đó, chúng tôi lớn lên, thì cái khu vực mà ở trong Thủ Đức đi lên Long Khánh, Tam Hiệp, phải nói là từ Thủ Đức này, Thủ Đức, Tam Hiệp, rồi dọc theo cái quốc lộ 1 đi lên trên Xuân Lộc. Đó là những cái giáo chẳng bom chẳng biết, đầy hết, chỗ nào cũng có nhà thờ hết. Và bây giờ nó còn, nghĩa là còn kinh khủng hơn nữa. Năm 2016 thì chúng tôi đi bằng cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Nhưng mà 2015 á, chúng tôi vẫn đi ở trong quốc lộ 1. Ngạc nhiên vô cùng. Mới có 1-2 cây số là đã có một nhà thờ, 1-2 cây số đã có nhà thờ, giống y chang ở ngoài giáo phận Chuẩn Vinh mà chúng tôi đi qua chỗ Formosa này. Nhà thờ còn dựng lên mà chưa có tên của giáo đường nữa. Chưa có tên của giáo phận. Thường thường trong nhà thờ này là nhà thờ gì đó ABC rồi thuộc giáo phận XYZ. Không có. Xây ra to lớn, đồ sộ. Không thể nào nói là nhà nước Việt Nam là cấm đoán, không có tự do tôn giáo. Nhưng mà mục đích của tôi muốn nói đây, cái anh mà lái cái xe mà nhà binh ấy, anh quân đội đó, mà đi qua cái chỗ mà hôm nay ấy, Tam Hiệp hôm nay mà đục cắn một con chó của nó chết thôi. Mà chạy được thì chạy, mà không chạy được thì mà xuống nó chắp tay mà quỳ dưới đường mà lạy, lạy giáo dân. Gặp Việt Cộng không lạy, mà gặp mấy ông giáo dân chỉ cái giáo mát không mà phải lạy. Đó là những cái kiêu binh của những cái giáo xứ.
họ nghe lời của ông cha còn hơn là nghe lời của ông quận trưởng. Quận trưởng còn sợ cha nữa. Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thì cái tinh thần đó nó có từ nghĩa là lúc mà Pháp đi qua đó, các ông nghĩa là giáo cái linh mục của Pháp này kia, người ta dạy sao nó cứ vậy như vậy. Có những bây giờ tôi thấy nhà nhỏ thờ đó, đọc kinh đó. Đọc kinh tiếng Việt Nam thì mình cứ đọc cái dấu đi. Đọc theo cái tiếng mà giống người Pháp ngày xưa họ đọc mà không tiếng Việt mà không có dấu. Mình nói lạy cha chúng con ở trên trời, xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày, mình cứ nói như vậy đi. Lạy cha chúng con ở trên trời. Cái đó đâu phải tiếng Việt Nam. Nhưng mà ông giám mục, ông linh mục người Pháp, ông đọc thì mình đọc theo. Những cái kinh của Việt Nam mình cứ đọc theo tiếng Việt Nam có dấu. Đọc theo tiếng Pháp không có dấu. Nghe nó cái kỳ cục lắm. Thì ngay cả Mỹ nữa, ông lính Mỹ nữa, lái xe đi qua mà cái là cán người hay là đụng cái này, đụng một cái gánh hàng hay cái gì là chết. Không cần biết lỗi phải. Không cần biết lỗi phải. Cái trái là cái người đục, phải là cái người giáo dân. Dù người giáo dân ví dụ như là đi cái xe gắn máy quay cái đầu ra chẳng ngó chẳng ngang, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, đang đậu xe này tự nhiên chạy ra ngoài đường bắt cái người đi tới nó phải giảm bớt tốc độ, ở trong ngõ hẻm chạy ra rẽ tay phải còn đỡ, đằng này còn rẽ tay trái này, không thèm nhìn bên phải bên trái vậy đó. Xe chạy tới là lo phải tự động giảm bớt tốc độ hoặc là tránh đi. Tội nghiệp mấy ông taxi ở Việt Nam bây giờ đó, đụng vào một cái đó là bị cảnh sát giao thông làm khó dễ. Nó biết điều thì hết khó dễ. Thì ở Việt Nam cái lúc đó đó, cái ông có tự nhiên này trong cái này quay ra cái đụng cái xe Jeep của thằng Mỹ nó lái tới bùm. Ok. Ở Mỹ chạy xuống chắp tay lại, ok, móc ra 50 đô, 100 đô, xong rồi cái là đi, chờ tới quân hoàn. Còn không có đó, phải chết. Đứng xuống mà trùng sọ mà kiểu, tao là chủ mày đó, tao là thằng Mỹ đây này. Okay. Gạt đem mấy fucking là có chuyện, xuống mặt nó đánh. Nó có học tập hết. Mấy Mỹ đi qua cái khu vực đó là đều có học tập hết, phải cẩn thận. Đi bớt lại, đi chậm lại. Tôi làm ngay ở trong Biên Hòa mà tôi biết. Sân bay Biên Hòa đây. Cái Biên Hòa Army Garrison ngay bên cạnh của đơn vị 11. Kỵ binh, đoàn 11 kỵ binh. Thì cái tinh thần gọi là vệ binh quả đen nó có từ lâu rồi và nó vẫn truyền cho tới ngày hôm nay. Cái khốn nạn nhất của các ông bây giờ là cái gì? Hà Mỹ Hạnh còn nói một câu, Lê Mỹ Hạnh nha, nói một câu rằng bây giờ chúng tôi đó là đàn ông phải đi lao động hết rồi. Đi lao động Đài Loan mới lại Hàn hết rồi, đành chúng tôi chỉ còn những bà già con trẻ thôi. Đẩy bà già, đẩy con trẻ, con nít ra để đi biểu tình chặn quốc lộ. Xong rồi đổi tại rằng là đất nước nghèo đói quá rồi, đàn ông phải bỏ đi hết không có này. Bây giờ đàn bà con nít phải đứng ra để làm những chuyện này. Vừa vu khống mà vừa là tuyên truyền. Vậy có nhiều người tin. Lý do tại sao họ đưa những người già mới lại người trẻ ra là tại vì nhà nước nếu có đàn áp đâu dám đàn áp, không lý lấy cái vòi rồng xịt một đứa con nít văng lên, nó mà té xuống nó gãy tay hay là nó chết hay là cái gì đó, là có chuyện. Con của Chúa đâu có phải giỡn.
Thì cái những cái chuyện này đó, trở lại cái chuyện này, chúng tôi muốn đặt một câu hỏi với lại công an huyện Xuân Lộc. Cái phần của anh em cờ đỏ, anh em đã nhận và anh em chấp hành nghiêm chỉnh cái chuyện này. Ông Voltaire có nói một câu rằng cái màng nhện đó, luật pháp nó là một cái màng nhện, những cái con ruồi lớn đó, nó chui lọt, những con ruồi nhỏ thì bị mắc kẹt lại. Và những anh em này đó là những con ruồi nhỏ đó, thưa quý vị. Còn ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân này và những người giáo dân này trong cái giáo xứ Thọ Hòa này là những con ruồi lớn, nó chui lọt. Tại sao nó chui lọt? Tại vì các ông không dám đụng tới. Tôi đơn cử ví dụ, nếu mà các vị theo dõi trong Facebook cách đây mấy tháng, tôi đã nói tiên trách kỷ hậu trách nhân, tại sao ở giáo xứ Vinh, ở Nghệ An, những cái chương trình Formosa, ông Thục, ông Nam, ông coi thường mấy nhà nước. Tại vì những cái công chức nhà nước ở đó ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã, ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã không có bằng cấp thì hỏi làm sao người ta, chỉ vì vấn đề mà mình phe đảng. Và bây giờ đó đã bị xử phạt rồi, lúc đó chúng tôi không nói tên, tại vì chúng tôi tôn trọng quý vị, tôi không nói tên. Và bây giờ đây là hành nhà nước đã xử lý một số rồi đấy, cán bộ. Cái vụ Đồng Tâm cũng vậy, bây giờ rõ ràng rồi. Nhưng mà lúc đó mà chúng tôi nói ra thì không có căn cứ, và nhiều khi lại còn được gối đầu nó bảo vệ luôn. À, nó nói như vậy đó, mình phải bảo vệ nó, không thôi là có lây tới mình. Còn bây giờ tôi không nói, lúc đó tôi đã nói rồi, những cái người đó đó, ông Thục, ông Nam, ông Khinh là tại vì không có trình độ. Còn bây giờ trở lại cái vấn đề này, cái phần của anh em cờ đỏ, tại sao mà những anh em này lên? Tại vì ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân, ông có mời lên đàng hoàng. Ok, thì đây là một cái bẫy. Tôi đã nói là Nguyễn Trọng Nghĩa rằng đây là một cái bẫy mà các cháu không có đủ kinh nghiệm để làm cái chuyện này. Và các cháu đánh giá người ông Nguyễn Duy Tân quá cao. Mà thật sự rằng trước đó ông Nguyễn Duy Tân đã từng bị phạt 20 triệu đồng tiền Việt Nam rồi về cái tội tuyên bố lao lếu. Lúc đó đó thì đã có bị rồi. Thì bây giờ ông mời lên, chúng tôi để cái phone qua bên cái địa điểm khác. Bây giờ chúng tôi đặt vấn đề trở lại, trong cái chuyện này đã rõ ràng là có cả hai bên, bên nào cũng có cái sai. Khi mà đã Nguyễn Trọng Nghĩa và những nhóm 13 người đi vào trong đó, đầu tiên là mình đã sai lầm. Cái sai lầm là bởi vì các em thiếu kinh nghiệm. Các em đánh giá ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân và những người giáo dân ở đó là những người có đầu óc. Nên các em mới tới. Ai ngờ sự cố nó xảy ra như vậy. Thì bây giờ đó, cái chuyện mình giải quyết, mình không thể giải quyết những người. Cái này không phải là các em mới tới tấn công. Chúng tôi nghe nói có mang một khẩu súng
thì cái khẩu súng cho tới giờ phút này vẫn không thấy công an nói rằng đây là khẩu súng thật hay khẩu súng giả, hay là khẩu súng đi bắn chim. Đấy. Cái khẩu súng mà chúng tôi biết rằng là khẩu súng đi bắn chim ấy, thì không biết ở Việt Nam có cấm không. Cái những cái viên đạn nó rất là nhỏ mình mang đi để bắn ấy. Mà ngày dù đó là khẩu súng thật đi nữa đó, thì một khẩu súng đó, lục mà nó có bao nhiêu viên? Tối đa là 9 viên. Loại súng rulo nó chỉ có 6 viên hoặc 5 viên. Một cái băng đạn, nếu mà giỏi lắm mà băng đạn thì cái súng lục kiểu thì 12 viên. Thì như vậy là chúng tôi hỏi quý vị, một cái khẩu súng nó cũng chưa thể là một cái yếu tố để mà kết luận là người ta tấn công. Mà khẩu súng đó nó chỉ để tự vệ trong trường hợp bất khả kháng. Em thấy rằng cái mạng sống em chịu không nổi, là có thể là nếu em không có phản ứng á, thì người ta đánh chết em. Đó, bây giờ cái vụ cái khẩu súng đó chúng tôi bỏ qua một bên, là bởi vì giờ cho tới giờ phút này chúng tôi không biết khẩu súng nó là như thế nào, có thật hay không có thật. Mà do như chúng tôi chỉ muốn giải thích là dù khẩu súng có mang đi theo đi nữa cũng không phải là mang cái khẩu súng để đi tấn công, nhất là đi vào nhất là mình đi vào trong cái địa phận như vậy. Đó là cái sai của bên này, nhóm Nghĩa. Đấy. Đấy. Mình không nên mang một cái vũ khí gì khi mình đi vào. Người ta sẽ căn cứ vào cái vũ khí đó, người ta nói rằng mình có âm mưu để tấn công. Thế nhưng mà đây rõ ràng ông Nguyễn Duy Tân, video cho thấy rõ rằng ông trốn ở trong ở bên ở dưới. Đó. Và ông đứng ở trong đó, ông ra lệnh cho giáo dân thực hiện. Và bây giờ chúng tôi nhìn thấy trong cái video rõ ràng Nguyễn Trọng Nghĩa phải ngồi vào ký viết. Thì tôi hỏi rằng những cái lời viết như vậy đó, những người yêu nước hôm ấy đã thừa nhận là hành vi vi phạm gây rối nơi trật tự công cộng và đã chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho hành vi sai phạm của mình. Mà thật sự rằng họ đâu có sai phạm. Và tại sao họ phải ký như vậy? Tại vì nếu họ không ký, họ được yên thân về hay không? Quý vị phải đặt cái vấn đề ngược lại. Một cái sự áp lực. Quý vị thấy sự hùng hổ của những cái người giáo dân bên đó không? Áp lực bắt đầu. Và những cái ngôn ngữ, chúng tôi nghe cả những ngôn ngữ chửi thề trong đó nữa. Tôi không ngờ là Chúa cũng biết chửi thề nữa. Thế rồi bắt người ta vào ký thì người ta phải ngồi, phải ký. Thì đó là cái hành động mà người ta tìm cái người ta sợ hãi cái trước áp lực. Người ta đầu hàng trước cái sự dã man của quý vị thôi. Chứ đâu có phải là họ sai phạm đâu. Ai sai phạm? Ai khóa cổng? Ai không cho họ đi? Rồi có thêm một cái chuyện nữa, khám xét người phụ nữ ở bên Mỹ đó, muốn khám xét người phụ nữ là phải người phụ nữ đi, người cảnh sát đàn bà đi khám người phụ nữ và họ đưa vào trong cái phòng trong, quý vị ra phi trường vậy, nhân viên an ninh họ hỏi chúng tôi cần phải khám người quý vị. Quý vị muốn khám ở cái phòng trong hay là quý vị khám ở phòng ngoài này? Ở đây. Hôm tôi đi Nguyễn Thanh Tú ở Houston, thì đúng cái hôm nó có cái vụ khủng bố ở bên Las Vegas trước đó một ngày. An ninh chặt chẽ kinh khủng luôn. Họ khám người tôi. Thì ông cảnh sát, ông an ninh ông hỏi tôi là chúng tôi có phòng riêng ở kia, ông muốn khám ở trong đó hay khám đây? Tôi bảo tôi chẳng có đồ gì, vũ khí gì hết. Ông muốn khám thì cứ việc khám ở đây luôn. Thế ông sờ tôi từ trên xuống dưới. Chỗ nào cũng sờ hết. Thế những người phụ nữ đó cũng bị khám nhưng mà là cảnh sát phụ nữ khám. Chứ không phải là như là ở trong cái giáo xứ Thọ Hòa này. Ai muốn khám ai cũng được hết.
Trần Hải Yến cho biết là công an đã gửi giám định kết luận đó là đồ chơi nguy hiểm. Vâng, đúng. Thì đây là một cái lối nói của công an. Thì chúng tôi hiểu rằng đây chỉ là một cái súng, gọi là súng cao su, bắn đạn cao su. Chúng tôi ở bên Mỹ này thì cái đó là sai. Thì những cái lời mà cái chúng tôi không có đặt cái vấn đề mà bên kia họ đặt những cái vấn đề đó, là ví dụ như là mang súng rồi mang lựu đạn vô này kia, thật sự lắm. Cái vấn đề mà súng với lựu đạn này kia đó, nếu mà có đó, tôi nghĩ là công an bắt ở tù luôn nhé. Tại vì luật ở Việt Nam mà cấm. Thì đây là những người kia đó, họ họ đã tới trong cái tinh thần. Và đây là một cái bài học cho Nguyễn Trọng Nghĩa. Nguyễn Trọng Nghĩa đã nói chuyện với ông Duy Tân. Duy Tân bằng lòng mời người ta tới. Thì đây là rõ ràng đây một cái âm mưu của ông Duy Tân. Chắc chắn là ông có báo động với giáo dân của ông rồi. Ngày mai 10 giờ sáng, 9 giờ sáng có một cái nhóm của Nguyễn Trọng Nghĩa tới đây đòi nói chuyện với cha. Thì họ biết Nguyễn Trọng Nghĩa là ai, là cái người đứng ở trước cửa dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng. Okay. Đã bắt cầm loa để nói hàng cả tiếng đồng hồ. Thì họ biết rằng trước khi Nghĩa tới là họ biết sẽ tới để làm cái gì rồi. Sức mấy mà họ để cho nói. Thấy chưa? Cái sơ hở của Nghĩa là chỗ đó. Cái thiếu kinh nghiệm mà đấu tranh ở chỗ đó. Thành ra khi mà vào trong đó rồi đó, thì ông đương nhiên ông lóc cửa lại, đóng cửa lại. 13, 14 người mà trong khi giáo dân nó hàng trăm người thì làm sao mà chống chọi được. Các em chưa kinh nghiệm về những người công giáo. Tại sao công giáo nó có cái tiếng chuông? Những cái bản nhạc á, chuông giáo đường ngân nga này rất là hay, tình cảm lắm. Chiều trên giáo đường tiếng chuông đổ này, rất là hay. Nhưng mà ngược lại đó, thì các ông linh mục cũng đã dặn giáo dân khi nào mà cái chuông nhà thờ mà rộng liên hồi đó, ngoài cái giờ mà gọi là đi lễ buổi sáng chủ nhật hay là đi xưng tội, cái thường thường là ngày bên Việt Nam là thứ sáu, chiều thứ sáu hay đi xưng tội. Đó là lý do tại sao ngày thứ sáu mà cấm thịt, kiêng ăn thịt. Nhưng mà khi mà nó kéo ra cái ngoài cái giờ đó là tức là có chuyện. Ở đây chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi nói cái này, chúng tôi không chê trách ông Nguyễn Duy Tân và các giáo dân ở đó. Tôi cũng không chê trách Nguyễn Trọng Nghĩa và anh em. Tôi chỉ đây phân tích ra cái một cái bài học cho các anh em đấu tranh. Đừng bao giờ đánh giá địch thủ quá thấp.